Em chào quý vị nhá. Trong cái loa về đợt này em có một đôi H07, em sẽ bảo tình ý nhá. Con này thì về không hơi căng nhưng mà cái ngoại hình nó còn rất đẹp, quý vị nhìn này. Ngoại hình nó rất đẹp nhá. Rất là đẹp. Chỉ có một tí do có quá trình đi nó va chạm thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là dán lại được này. Đây này. Đấy nhá. Nó bị một tí xíu thôi, không nhiều. Quá trình đi nó cũng va chạm. Vừa còn đẹp nhé, căng thì nó về không có căng. Sao? Đôi nai bên này thì rất đẹp, chúng nói bên này thì rất đẹp. Quý vị có thể thấy rất đẹp nhé. Và rất là đẹp, vừa còn rất là ok. Rất ok quý vị nhé. Cái con này thì nó là ba đường tiếng quý vị nhé, ba đường tiếng, một bát, một chung và một tép nhé. Cái con này có bát, một chung, một tép. Con này thì nó về là nó chắc là để bên kia nó lưu kho thì bị một vài con rán nó nhám mất ít cái màng, nên em sẽ bán thanh lý nhé. Con này thì nó chung có hoạt động bình thường nhé, em vẫn đang thấy nó hoạt động bình thường này, quý vị này, đây nhá. Tình yêu chỉ có điều là cái này nó bị một lặng giá lẽ bước đi, không biết là giá nó bị cái gì đó, nó bị rách. Em bán tinh lý nhá. Rồi này, nếu như mà hàng đẹp như thế này mà nó không bị cái rách cái này, nó phải là 3 triệu, 3,2 triệu cả, không hề rẻ. Đấy quý vị nhá, nó không hề rẻ đâu. Đấy, 3,2 triệu rồi. Ở đây thì bên em muốn để cho nó nguyên bản, nên em sẽ đưa để cho quý vị về, quý vị tự mang ra thợ tự thay cái màng, hoặc là vẫn để nghe vẫn được nhé, không vấn đề gì nhé, hoàn toàn bình thường nhé quý vị nhé, tùy quý vị. Thì con này em bán thanh lý với giá là 2.190.000 đồng nhé, thôi bán 1.990.000 đồng đi nhé. 1.990.000 đồng thì quý vị nào ai có nhu cầu mua đôi loa này bán để cho nó đi cho nó nhanh, 1.990.000, ai có nhu cầu mua đôi loa này thì liên hệ ngay bên em nhé. Đây, con này kích thước như sau, kích thước như sau. Đây. Loa bát hà loa rộng 20 này, cao 40 này, và chiều sâu của nó là 24 này, 23 nhá. Đấy, 23 cm. Đấy, đường kính loa bát là 18. Đây, 18. Đây, 18 quý vị này, đây, 18 nhá. Thì mọi thông tin chi tiết về cái đôi loa này thì quý vị vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0966594581 nhá. Em bán thành rất rẻ rồi, nên là cái này quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay nhá. 0966594581 nhá. Đây, điện thoại đây. Điện thoại đây. 0966594581. Địa chỉ tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, Trung Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội nhé. Liên hệ Đức. Vâng, em xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Xin chào mọi người.